Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ dẫn anh em cái hack game Internet Cafe Simulator 2. Thì để hack được con game này, đầu tiên anh em sẽ vào cho mình trang hình duyệt. Tiếp theo anh em chuyển cho mình sang tab bảng xanh và gõ cho mình đó chính là appmuji.com. Sau khi anh em đã gõ vào như này và tìm vào web, anh em ấn cho mình tên game ở trong web ra Internet Cafe Simulator 2. Tiếp theo anh em kích cho mình vào chữ Get Now bên cạnh con game anh em muốn hack. Anh em lướt xuống muốn cho mình download. Đến đây anh em sẽ có hai lựa chọn để tải xuống. Một đó chính là bản của iOS hay là bản Android. Thì anh em chọn sao cho phù hợp với máy anh em được. Khi anh em chọn xong thì web sẽ giúp anh em giải nén. Quá trình này sẽ mất từ 5 đến 7 giây nên vui lòng chờ giúp mình. Sau khi giải nén xong, anh em ấn cho mình download để xác nhận. Đến đây, anh em sẽ tải cho mình hai ứng dụng bất kỳ về điện thoại. Thì mình sẽ chọn ứng dụng đầu tiên là chơi bật thao. Anh em ấn cho mình là chữ free bên cạnh ứng dụng anh em muốn tải. Khi em kích vào free xong, nó sẽ đưa anh em đến App Store hoặc Safe Play để giúp anh em thuận tiện tải hơn. Sau khi em tải xong hai ứng dụng vừa rồi về, thì giờ anh em sẽ mở cho mình từ ứng dụng lên một. Mỗi ứng dụng em chơi cho mình tối thiểu 30 giây. Đoạn chơi 30 giây này để nhằm xác minh rằng anh em không phải là người máy và thuận tiện chơi hơn cho quá trình làm tài nguyên. Sau khi anh em làm đầy đủ các bước mình vừa hướng dẫn thì anh em sẽ cùng mình chiếc thành quả trong game nhé. Như anh em thấy đây thì lượng tiền của mình đang thêm vào tài khoản rất nhiều. Chúc tất cả anh em theo mình thành công. Cảm ơn anh em xem video của mình.